Có cái cây cúc này đẹp quá, lộc lá thích, lộc lá thích quá, là đang bật 9 triệu. Nhanh quá xong nó không chịu được. Thôi mình thả đây. Tỷ lệ nó vượt. Em có trước hôm sau mà em đổ hết đỏ chăm chót này. Đúng rồi. Đấy, thích nhỉ. Cây này được cái lộc đẹp. Mua đi anh ơi. Đấy, mùa xuân rồi lấy cái lộc này về hay. Và cây Bồ đề và mai chiếu thủy. Mai chiếu thủy. Bồ đề. Ôi, bị thắt dây quá. Thắt dây, thắt cỏ quá. Đấy, ôm hết cả cổ. Đây là một số cây của bà Mưng. Chà, và nhà bà Mừng thấy cái cây này nó ra lộc dã man. Cái túc này, túc bút đỏ, cái sộp. Đấy, lộc thích không? Nó có những cái cánh này này. Đấy. Thích không? Cái này mà dáng thế mà lùn tí nữa thì múc phê không? Đây, nhìn này. Rất phê nhá. Nhìn cái là thấy yêu. Khi mà nó có cái lộc non này, là nó có cái lớp này, lớp vỏ bọc này, nó cứ như có hoa, thế mới hay, lá mà lại như hoa, đấy, lá mà lại như hoa. Cây này khá là to, nhưng mà ví dụ cái bệ của nó này, cái bệ của nó có xứng với, vững chãi xứng với cái đoạn thân này, với cái đoạn chi giữa này lại to hơn vậy, đấy, cho nên là tí nữa để hỏi bà Mừng xem là cái cây này bao nhiêu tiền. Nhìn thấy cái lộc nó mê quá. Cái dáng thế thì không mê, nhưng mà nhìn cái lộc nó mê. Nhìn cái lộc mê thật. Rồi, bàn tay này. Đấy. Đây này. Phê à. Đấy. Cây này lộc đẹp quá nhỉ. Bà Mừng ơi, cây này lộc đẹp nhỉ, bao tiền đấy? Bà Mừng ơi, cây này lộc đẹp quá, bao tiền đấy? Cây này là cây lộc đẹp, cây 9 triệu. 9 triệu à? Ôi, 9 triệu này bán rẻ bằng một nửa. Túc à? Nhìn thích nhỉ? Cái túc nó như nào? Mùa ra lộc. Sộp à? Sung túc đấy, họ sung túc. Thích nhỉ? Ra em lấy đi biếu đâu, em toàn qua cửa hàng chị. Này, mấy nữa chị đi, 20 là chị đi, chị đã đóng xe hàng về đấy. Ừ. Đóng hai xe trong công về nhau. À, thế. Cái này. Cái đấy đây, giá 5,5 triệu thì thích quá. À, thế à? Thì muốn bán bao nhiêu? Màu đề. Đây chiếu thủy, đây chiếu thủy đấy. Cái này đẳng cấp hơn của mấy bà kia nhiều. Đấy. Nhưng mà cái phân em không biết được bón nhiều tiền chết này cả. Bón như nào? Cái đấy phải ngâm nhé. Ngâm ra để ngâm ra được. Ví dụ là tầm tính được khoảng bốc của hai nắng to này thôi, cho cái xô ngâm qua đêm này. Rồi tàu. Anh ông cây này mua ra. Đôi to lắm, đôi to nhiều tiền lắm. Đôi to, không quả này. Rồi tàu, 2 triệu cây à. Rồi anh em nhìn lằng nhằng lằng nhằng. Thế mà các bố lại thích thì lại. Mỗi người một cái mắt. Ngày này có quay người quê cũng hay. Ổi tàu đây. Đây này. Ui, cái mùa tùng này, mùa cái
mấy cái tùng quăng quật thế này xanh um này, thích không? Đấy. Đấy, nhiều bố cứ, các sếp kìa cứ đi cũng không có hiểu biết gì nhiều, thấy cây hay hay là múc thôi, mua cũng dễ lắm. Rành rành, búi rành rành. Đôi dâm bụt Thái, các đồ. Mạch tuyết mai đây, mấy trăm nghìn một cây thôi. Cái cây cần thăng này bao tiền đấy bà? 20 triệu à? Thì đấy, nhỉ? Đấy. 20 triệu chấm chỉ là phải về tầm 18. Ừ. Ừ. Ném là không đi được. Đúng rồi. Bắp chia đấy nhỉ? Bò đấy nhỉ? Đẹp lắm. Nói chung là cái năm đấy cũng chỉ có một cây. Và bằng cái thân... Hà Đông, đấy Hà Đông có một cây duy nhất. Bằng thân người luôn nhỉ? Bò, bò hơn. Bà cho lên bao giờ? Hôm nay mới nhìn thấy. Nay mới lên này. À. Hàng mới lên kia hôm chọn... mùng mấy Tết này em. À đây. Vừa ấy mới lên, mới 17 gia đình. Đây này, hàng mới hết đây này. Ừ. Mới, đây này mới hết đây. Đây cái này mới này. Còn cái xanh cái chậu vừa cái bình kia là bao nhiêu? Cái bình ấy là cũng tầm 15 triệu. À 15 triệu. Hàng là độc đáo. Độc đáo. Đấy. Bằng cả nguyên cả cái thân bài cái gì nữa. Thấy chưa? Đẹp mà. To bằng cái thân luôn mà cao sẽ chỉ tầm từ mặt chậu lên chứ chỉ tầm hơn mét tí nhỉ. Mét thôi. Mét. À. Từ mặt chậu lên chỉ có mét thôi không có. Nó thích ở cái chỗ là rất to nhưng mà đấy. Đấy mà cái rồi, mà nó côn rồi. Nó không có cái sẹo to. Côn rồi, miệng đang côn. Đấy. Nó không có sẹo to. Nó côn miệng rồi. Chân chiếc cũng có. Chân chiếc cũng có. Đấy. Cần thăng. Đây, mím mím sẹo rất nhanh. Chín triệu nhanh, có tí đây thôi. Cây này hay đấy. Đang đẹp mà, chuẩn luôn. À, mặt bên này cũng đẹp. Cái đầu này là các cô đi xe mới lên nó cả sao? Xe cả vấn đề gì? Cần thăng này nhanh, cần thăng này nhanh không mà. Cái cần thăng này nó lộc nó cũng đỏ đỏ nhìn cũng thích. Đấy. Côn cây lại làm nên à? Bà vững. Bà vững là bà vững là nổi tiếng lắm. Bà vững. Đấy, cái cần thăng khá hay, mặt này rất hay này, mặt này rất hay nhưng mà nặng quá nó bị vướng cột. Đây. Rất là bệ vệ, côn rụt, giống như bà kia nói. Tất nhiên là bệ thì chưa được côn lắm, nhưng mà tây cành cũng mới thôi nhưng mà khá là ổn. Đó. Đây một cây nữa. Lộc vừng. Đây là các cái dân buôn, dân người ta lấy những cái cây nho nhỏ người ta về người ta buôn. Ôi, cây lộc vừng này có hoa này. Đây cũng một cái cần thăng này cũng hay nhưng mà trồng cao, trồng cao. Nhớ bảo cây cây này 15 triệu. Chỗ này là có cái cần thăng mới, mấy cái cần thăng mới hôm nay chưa thủy
nu gò công này, nu gò công là nó cứ ngụt nhọt như này này. Đây chú phải cẩn thận để đứng xa xa. Phi lao, cái phi lao to để đây hình như bán rồi, chắc bán. Đấy, đấy cũng đẹp. Cái tay xuống nghệ thuật, cái tay này thì nó cần thăng nó lớn rất là nhanh, cứ thả nó lớn rất nhanh, cho nên là vật sẹo các thứ nó cũng liền rất là nhanh. Đấy, cần thăng là một dòng cũng chơi khá là dễ, cũng dễ sống, rất dễ sống. Thì có cây mai chú thủy với cây cũng một cây cần thăng đồi khá là giống nhau kìa. 20 triệu, giá đi là ra đi là 18 triệu. Kém không bán. Nói chung là đẹp. Ủa, nhà này có cây hoa sứ dã man. Đấy, tán rộng hơn 2 mét ạ. Rồi.